Chỉ một tháng sau khi ra mắt tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2018, chiếc smartphone Sony Xperia L2 chính thức được bán ra thị trường với giá 5,5 triệu đồng. Máy được trang bị màn hình 5,5 inch, độ phân giải HD 720 như trên Xperia L1. Phần mặt trước có viền khá dày, 3 nút bấm điều hướng đặt bên trong màn hình theo truyền thống của Sony. Khác biệt của máy so với thế hệ trước là có thiết kế được thừa hưởng từ dòng X cao cấp với hai phần đầu và đỉnh máy được làm phẳng. Xperia L2 có thêm cảm biến vân tay ở mặt sau và camera được đưa vào chính giữa.